Những ngày qua, thông tin Hoa hậu Phạm Hương bí mật trở về Việt Nam sinh sống và hoạt động thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, quản lý truyền thông của người đẹp đã lên tiếng về tin đồn này. Tin đồn Hoa hậu Phạm Hương về nước sinh sống và hoạt động nghệ thuật trở lại lan truyền trong cộng đồng khoảng một tháng trở lại đây. Đến khuya ngày 10 tháng 5, thông tin này một lần nữa được chia sẻ rầm rộ và gây bàn tán. Theo các thông tin trên mạng xã hội, Phạm Hương cùng chồng con đã về nước được vài tháng và hoàn tất các thủ tục cách ly. Hành trình về nước của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 được giữ kín. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1991 còn bị đồn đang sống ở đảo Kim Cương, thành phố Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ với quản lý truyền thông của Phạm Hương, người này phủ nhận những thông tin trên và cho biết Phạm Hương vẫn đang sống ở Mỹ. Vị quản lý này cho biết vào sáng nay, khi thức dậy, anh nhận được rất nhiều lời hỏi thăm rằng Hoa hậu Việt Nam 2015 có thực sự đang ở Việt Nam hay không, thậm chí có người còn bút sâu với người đẹp. Sáng nay khi tôi gọi hỏi thì Hương mới nghe thông tin, chứ Hương cũng ít đọc báo. Hương khẳng định mình đang ở Mỹ và không có chuyện bí mật về Việt Nam như tin đồn, quản lý của Phạm Hương lên tiếng. Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người yêu mến nàng hậu này. Quản lý của cô cũng đã lên tiếng xác nhận sự việc, nên có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm. Các bạn nghĩ sao nếu như nàng hậu tái xuất trở lại? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!